trà dại hoa trắng nha. Đây là một cái loại cây dại mọc ở núi rừng Tây Nguyên, và trái này là ăn được luôn nha. Ăn giống ổi hả? Cũng đã tới được thác Liên luôn. Rất là đẹp luôn đó mọi người ơi. Có sự dẫn đường của chú chó nâu. Đi dưới đi con. Đây là anh Đức và chú chó nâu, người đã dẫn mình đi vô thác nha mọi người.